Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Exhaust, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu Indo của bên phía Mitsu mà trong video ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2024, những ngày cuối cùng của tháng rồi. Và video này thì Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Exhaust, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, rồi là tặng bảo hiểm tân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Exhaust là một chiếc xe mà hiện tại cái thời gian vừa qua rất là ăn khách quý các bạn nhá. Doanh số của nó cũng có thể nói là hàng đầu ở phân khúc cỡ B này. Một chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế theo cảm quan của mình thì nó cực kỳ là thể thao với nhiều những cái đường nét rất là táo bạo quý các bạn ạ. Và đây là một chiếc xe có không gian bên trong, dù là hàng ghế thứ nhất hay là hàng ghế thứ hai, cũng khá là rộng rãi thoải mái quý các bạn nhá. Và option của nó với mỗi phiên bản khác nhau khi mà so sánh ở trong cùng cái phân khúc ấy cũng rất là ok quý các bạn ạ. Exhaust thì đây là một chiếc xe mà tại thời điểm này sẽ được phân phối tổng cộng tới 4 phiên bản. Nó vừa cập nhật thêm một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản Ultimate. Đấy là một cái phiên bản mà có thêm những cái tính năng an toàn chủ động quý các bạn nhé. Và ngoài ra nữa thì các phiên bản của Exhaust nó đều giống nhau về khung gầm, động cơ, máy móc. Nó đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên, và Exhaust sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT anh chị nhé. Vậy thì cụ thể tại thời điểm này, dịp cuối của tháng 6, từng phiên bản, từng sự lựa chọn, giá bán khuyến mại quà tặng lăn bánh như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn nếu anh chị chúng ta đang để ý để chúng ta có phương án. Về chính sách chung nhá, dù là bản nào đi chăng nữa, chúng ta cũng có chương trình về quà tặng phụ kiện, đó là dán kính cách nhiệt này, trải sàn da này, camera hành trình. Đây là ba cái món phụ kiện nó rất là cơ bản mà hầu như là chiếc xe mới nào khi mà lăn bánh xuống đường chúng ta cũng đều sắm hết anh chị ạ. Và chúng ta sẽ có thêm một cái tặng nhá, 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ dành cho bất cứ một phiên bản nào anh chị ạ. Thế còn về mức giá thì sao? Đầu tiên là Exhaust phiên bản GLX, đây là phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất, hay còn gọi là bản thấp tiền nhất ấy. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 599 triệu đồng. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở Hà Nội nhá, ở miền Bắc, đại lý đang bán với mức giá là 571 triệu anh chị ạ. Thế còn anh chị khách hàng nào ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam, đại lý đang bán với mức giá là 579 triệu, nhỉnh hơn một vài triệu. Vậy thì nếu như mà để lăn bánh thì sao? Ở tỉnh phía Bắc của nó sẽ là 634 triệu, ở Hà Nội là 666 triệu, ở tỉnh phía Nam là 642 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 662 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 634, ở Hà Nội là 666, ở tỉnh phía Nam là 642, và Thành phố Hồ Chí Minh là 662 triệu đồng. Đó là cái phương án mà theo chúng ta trả thẳng theo tùy từng vùng. Cái mức giá lăn bánh này nó đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi, vì chúng ta được tặng anh chị nhá. Thế còn nếu như mà lấy trả góp bản GLX này thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 177 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 208 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 197 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 177, ở Hà Nội là 208, và Thành phố Hồ Chí Minh là 197 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Phía trên bản GLX đó là bản Exit. Bản Exit này là một cái phiên bản mà đang có mức giá niêm yết đề xuất là 640 triệu đồng. Đây là một phiên bản mà hiện tại đại lý sẽ bán với mức giá mà ở Hà Nội, ở miền Bắc nhá, là chỉ còn 610 triệu đồng thôi, giảm 30 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. Anh chị khách hàng nào mà ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam ấy, thì hiện tại đại lý đang bán với mức giá là 616 triệu, nhỉnh hơn một vài triệu anh chị ạ. Lăn bánh ở tỉnh phía Bắc của nó là 677 triệu, ở Hà Nội là 710, ở tỉnh phía Nam là 683, và Thành phố Hồ Chí Minh là 703 anh chị nhá. Ở tỉnh phía Bắc là 677, ở Hà Nội là 710, ở tỉnh phía Nam là 683, và Thành phố Hồ Chí Minh là 703. Bản Exit này thì hiện tại cái ghế của nó, ví dụ khách hàng ở Hà Nội nhá, đang còn tặng thêm cả bộ ghế da nữa đấy anh chị ạ. Nếu như mà lấy trả góp thì sao? Exit này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 190 triệu,
ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 223 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 210 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 190, ở Hà Nội là 223 và thành phố Hồ Chí Minh là 210. Tiếp theo phía trên bản Exit đó là phiên bản Premium. Bản Premium cũng là một cái phiên bản rất phổ thông và nhiều người quan tâm lựa chọn quý vị các bạn nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 680 triệu đồng. Về mức khuyến mại, khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc này đang bán, đang giảm giá là 30 triệu đồng. Cái này thì giảm 30 cũng tương đương với cả 50% lệ phí trước bạ, đúng không ạ? Thế thì giá xe còn lại của nó là 650 triệu đồng. Thế còn ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh thì đại lý đang bán cao hơn một chút, bán là 658 triệu. Với cái mức giá mà mình vừa đọc nêu trên, lăn bánh ở tỉnh phía Bắc của nó là 721 triệu, ở Hà Nội là 755 triệu, ở tỉnh phía Nam là 729 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 749 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh phía Bắc là 721, ở Hà Nội là 755, ở tỉnh phía Nam là 729 và thành phố Hồ Chí Minh là 749. Cái bản Premium này là nếu mà chúng ta mà mua trả góp nhá thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 202 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 235 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 222 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 202, ở Hà Nội là 235 và thành phố Hồ Chí Minh là 222 triệu đồng. Đó là phiên bản Premium. Và mới đây nhất thì bên phía Mitsu giới thiệu thêm đó là phiên bản Ultimate, phiên bản mà có những cái tính năng trong gói ADAS quý vị các bạn ạ. Bản này thì đang có mức giá niêm yết cũng chỉ nhỉnh hơn bản Premium là 25 triệu đồng thôi. Giá niêm yết của nó sẽ là 705 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý vẫn đang tặng bảo hiểm, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình. Bản này thì 705. Hiện tại nếu mà để lăn bánh được ở tỉnh nhá là 779 triệu. Ở Hà Nội là 813 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 799 triệu đồng anh chị ạ. Bản này thì giá ở miền Bắc với miền Nam thì giống nhau luôn thôi, do là cũng mới ra mắt giống nhau. Tỉnh là 779 nhá. Ở Hà Nội là 813 và thành phố Hồ Chí Minh là 799 triệu đồng anh chị ạ. Lên bản Ultimate này thì chúng ta sẽ có cái cốp, đó là cốp điện rồi. Nên bản này thì có cái loa, có là loa cao cấp hơn, nó là loa Yamaha. Lên cái phiên bản này thì nó có cái đèn pha tự động anh chị ạ, tự động điều chỉnh pha cốt đấy. Cái tính năng này thì mình thấy cũng rất là hay. Nhiều khi mà cái xe ngược chiều ấy, nó đỡ bị lóa, đỡ bị chói khi mà gặp cái xe của mình, quý vị bạn ạ. Nó tự động điều chỉnh pha cốt luôn. Ngoài ra nữa thì vẫn có Adaptive Cruise Control, quý vị bạn ạ. Adaptive Cruise Control, rồi là cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, quý vị bạn nhá. Rồi là cảnh báo va chạm phía trước luôn anh chị ạ. Đó là những cái tính năng nâng cao hơn, chênh nhau 25 triệu. Quay trở lại với mức giá của bản Ultimate này, nếu mà trả góp thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 215 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 248 và thành phố Hồ Chí Minh là 235 anh chị nhá. Tỉnh là 215 này, ở Hà Nội là 248 và thành phố Hồ Chí Minh là 235 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là bốn phiên bản, bốn sự lựa chọn về cái dòng xe Xport này. Đây là một chiếc xe mà hiện tại nhập khẩu tại Indo, cho nên là chúng ta sẽ không quan tâm về vấn đề thuế nữa. Nhưng mà với mức giá của Xport như thế này thì mình nghĩ rằng hiện tại ở trong cái phân khúc cỡ B này, nếu như mà ví dụ các xe lắp ráp mà được ưu đãi về thuế chẳng hạn, thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều quý vị các bạn ạ. Vẫn hoàn toàn có thể quyết lấy Xport một cách là bình thường. Và bằng chứng là trong cái thời gian vừa qua, trong cái tháng vừa qua, Xport vẫn đang là một chiếc xe có doanh số rất tốt anh chị nhá. Vậy thì nếu quan tâm muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.